Gì thế này? Sao cô ta có thể... Giám đốc kế hoạch. Cô bắt đầu đi. Tôi là Han Jeon Su, số báo danh 32. Xin mời cô. Vâng. Trang phục tôi làm là bộ hanbok kết hợp với vẻ đẹp phương Tây và tôn lên vẻ đẹp lịch sự nhã nhặn. Tôi đã thay dây nơ dài bằng dây nơ ngắn. Còn nữa, thay vì thân váy dài chấm gót thì tôi may thân váy với độ dài vừa phải. Phần eo thay vì thắt lưng, tôi thắt cà vạt vừa tạo điểm nhấn cho phần eo. Đồng thời tạo cảm giác quý phái. Tôi đã may bộ hanbok này với ý tưởng vẫn giữ được nét đẹp của hanbok truyền thống và tạo cảm giác thoải mái, dễ cử động khi mặc. Cô dùng chất liệu tự nhiên để nhuộm, đúng không? Vâng. Tôi lấy màu từ cây rành rành và ngải cứu phơi khô. Cây ngải cứu có tác dụng diệt khuẩn nên rất tốt cho ai bị bệnh ngoài da như dị ứng. Hơn nữa lại rất hiệu quả trong việc giữ ấm cho cơ thể. Thì ra, nó là thân thiện với môi trường. Vâng. Tôi có biết một cậu bé bị dị ứng da rất nặng. Đã đi viện và bôi thuốc trong suốt một thời gian dài, nhưng cũng không khỏi. Tôi thấy bảo ngải cứu rất tốt, nên đã cho tắm bằng ngải cứu và nhuộm vải bằng ngải cứu, rồi may quần áo cho cậu bé mặc thì khỏi hẳn. Vì thế, tôi muốn may cho trẻ em trên toàn thế giới này và cả người lớn đã từng một thời là trẻ em những bộ quần áo như vậy để không phải lo lắng về bệnh da liễu nữa. Tôi may với tấm lòng của một người mẹ. Tôi thấy bộ trang phục quá lạc hậu so với xu hướng gần đây. Cả màu sắc, thiết kế lẫn kiểu dáng đều bình thường. Tôi nghĩ không nhất thiết phải thiết kế theo xu hướng. Mốt thay đổi hàng ngày. À không, có thể nói thay đổi theo từng phút. Tôi muốn cho các vị thấy một thứ không bao giờ thay đổi, dù mốt thay đổi. Là gì vậy? Chính là tình yêu của người mẹ. Khi may bộ trang phục này, tôi đã hồi nhớ lại những ký ức với mẹ. Hình ảnh mẹ ngồi may. Hình ảnh mẹ đắp khăn lên trán khi tôi sốt. Tôi đã may bộ trang phục này với hồi ức về mẹ. Vì thế, tên của bộ hanbok cách tân này là Người Mẹ.